Rồi. Bạn là ai thế? Bạn nào đây? Dạ trắng. Ừ. Who are you? Ôi ui. Ừ, rồi. Bạn là ai thế? Ui, bạn là ai thế? Bạn này bạn nào đây? Cái trứng. Quả trứng, đúng rồi. Thế bạn này bạn nào? Bạn lợn. Ừ, bạn lợn à, phải không nhỉ? Phải không nhỉ? Bye bye, bạn nào đây? Bạn lợn. Ừ, thế tai con lợn đâu? Tai lợn đâu? Tai của bạn lợn đâu? Đúng rồi, mắt đâu? Mắt của bạn lợn đâu? Mắt đâu? Ừ, đúng rồi. Thế bạn này bạn nào? Đúng. Ừ, trứng. Đây là cái gì? Đuôi. À, đuôi, đúng rồi. Đấy. Ú, bạn là bạn nào đây? Gà trống. À, gà trống à? Rồi. Đấy, đây là cái gì gà trống đây? Gà trống. Ừ, gà trống có màu sắc sặc sỡ quá nhỉ. À, bạn trứng đâu? Ừ. Bye bye, bạn là bạn nào? Bạn bò. Ừ rồi, bạn bò. Bye bye, con gì đây? Bạn bò. Ừ, rồi. Bạn này bạn nào? Bạn vịt. À, đúng rồi, bạn vịt. Bạn vịt đâu? Vịt đâu? Vịt nói như nào? Vịt. Ừ. Bạn này bạn nào? Ngựa. Ờ, à, đúng rồi, ngựa. Đây đây, con gì đây? Ngựa. Ừ, bạn này bạn nào đây? Ngựa. Ừ, bạn ngựa đang bám, bạn là trứng chứ? Trứng đang bám vào cái gì? Trứng. Bạn ngựa đây? Đây là cái gì? Đuôi. Ừ, đúng rồi, bám vào đuôi của bạn ngựa đấy. Hết rồi, hoan hô, hoan hô là hoan hô như nào? Hoan hô nhỉ, hoan hô là... Hoan hô, hoan hô, alo. Alo, rồi. Alo.